Cậu nhóc Dre đang cùng mẹ chuẩn bị đồ để chuyển đến Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống mới tại vùng đất này. Nhưng cậu nhóc lại không hề thích đất nước Trung Quốc một tí nào, vì nơi đó mọi thứ đều cũ xì, còn con người thì già chát. Sau ngày bay cuối cùng, hai mẹ con họ cũng đã đến được Bắc Kinh. Họ thuê cho mình một căn hộ ở khu tập thể, tuy nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho hai người sinh hoạt. Rồi ngay sau đó, Dre xuống sân thể dục để tìm cho mình một người bạn. Cậu bé quả thật là có mắt nhìn người khi nhắm trúng cô bạn xinh đẹp này. Hai người vừa mới bắt chuyện đã tìm được sở thích chung, đó là nghe nhạc. Rồi Drew còn thể hiện vài điệu nhảy để lấy le với cô nàng. Nhưng chính vì điều này mà mấy đứa trẻ đằng xa đã vô cùng nóng mắt với cậu. Một tên trong số đó đã nổi cơn ghen vì hắn cũng thích cô bé kia. Tên nhóc không nhiều lời mà dạy cho Dre một bài học. Hai người lao vào đánh nhau nhưng Dre không phải là đối thủ của hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã đánh cho cậu bé không thể đứng dậy nổi. Cũng may mắn cô bé kia kịp thời ngăn cản nên tên nhóc mới chịu dừng tay. Sáng hôm sau, mẹ dẫn Dre đến ngôi trường mới. Thật đen đủi, ở đây cậu lại gặp phải tên hôm qua vừa đánh mình. Giờ thì Dre càng ngày càng thấy ghét đất nước này. Hôm nay, ông chủ nhà Han đến giúp mẹ con cậu sửa bình nước. Ông vô tình thấy Dre đang luyện võ một mình. Sáng hôm sau đi học, Dre đến tìm cô bạn Mỹ Anh. Và cậu cũng đã phát hiện được nàng rất thích chơi đàn violon. Mỹ Anh đang luyện tập cho buổi biểu diễn tháng sau. Khi ra khỏi phòng biểu diễn, cậu lại bị tên nhóc Trình chặn lại. Cũng may lần này chúng chỉ cảnh cáo chứ không đụng chân đụng tay. Hôm sau, lúc đi học, Dre đã bị thu hút bởi một trung tâm dạy võ thuật. Vào trong xem thì cậu thấy tên Trình đang học ở đây. Thấy vậy Dre cũng không muốn xem tiếp mà lập tức bỏ về. Hôm sau, Dre có buổi tham quan Tử Cấm Thành cùng với lớp mình. Nhưng buổi tham quan không mấy vui vẻ vì ở đây có tên Trình. Đến khi ra về, Dre cũng chỉ dám âm thầm đi sau bọn chúng. Lúc này, cậu nhìn thấy xô nước thải của nhà dân gần đó. Bị bọn chúng bắt nạt nhiều và giờ là lúc phải trả thù rồi. Dre lấy luôn xô nước bẩn, hất thẳng vào đám người bọn chúng. Rất nhanh, lũ nhóc đã phát hiện ra và đuổi theo cậu. Dre lật đổ mấy món đồ để ngáng đường nhưng không thể ngăn cản được. Chẳng mấy chốc, bọn nó đã tóm được cậu. Chúng khóa cửa lại để chuẩn bị khô máu với Dre. Rồi bắt đầu dồn những cú đấm vào bụng cậu. Dre không thể chống cự lại vì cậu chỉ có một mình. Một người trong số đó đã ngăn cản nhưng tên Trình không có ý định dừng lại. Đúng vào lúc hắn chuẩn bị tung đòn quyết định với Dre thì ông Han chủ nhà lại xuất hiện. Nhưng chúng cũng không nể mặt người lớn mà định xử luôn ông Han. Thế nhưng người phải nhận bài học lại chính là bọn chúng. Chỉ với vài đường cơ bản, ông đã hạ gục được hết đám học sinh không lượng sức mình. Rồi ông đưa Dre về nhà để giúp cậu điều trị chấn thương. Kiểu giảm đau này Dre chưa từng thấy bao giờ, nhưng hiệu quả của nó lại vượt xa tưởng tượng của cậu. Chỉ mấy động tác đơn giản mà khiến Dre không còn thấy đau tẹo nào. Thấy chú Han giỏi võ, Dre xin chú hãy dạy võ cho mình. Nhưng khi biết Dre muốn dùng võ để trả thù, chú Han thẳng thừng từ chối. Mục đích của học võ là để tự vệ chứ không phải là đi gây chiến. Nhưng khi Dre rời đi, Han đã suy nghĩ một chút và gọi cậu bé quay lại. Chú Han đã dẫn cậu đến võ đường nơi tên Trình theo học. Thì ra, Han dẫn Dre đến đây để giảng hòa, mong rằng chúng sẽ không bắt nạt Dre nữa. Nhưng chúng không hề muốn giảng hòa mà vẫn muốn chiến tiếp. Han không muốn gây chuyện với lũ đầu đất nên rời đi. Nhưng huấn luyện viên của tên Trình chặn chú Han lại, yêu cầu chú Han hãy tham gia đại hội võ thuật sắp tới. Nếu Dre chiến thắng thì bọn chúng sẽ không động đến cậu nữa. Không còn cách nào khác, chú Han đành đồng ý lời đề nghị này. Nhưng có vẻ Dre vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu với bọn chúng. Chú Han trấn an cậu nhóc rằng chú đã nắm thế võ của chúng trong lòng bàn tay rồi và tin tốt là đích thân Han sẽ chỉ dạy cho Dre. Sáng hôm sau, Dre đến nhà chú Han để bắt đầu tập luyện. Nhưng bài tập đầu tiên quá nhàm chán, cậu phải làm đi làm lại một động tác đó là cúi xuống nhặt áo rồi treo lên. Dù bất kể ngày nắng hay mưa, Dre cũng phải làm động tác này không ngừng nghỉ. Cũng đã một tuần trôi qua mà chả thấy thay đổi gì, Dre bắt đầu cảm thấy chán nản rồi nói sẽ từ bỏ tập luyện. Lúc này, chú Han mới tiết lộ cho cậu biết, động tác treo áo này chính là một thế võ. Võ công có trong tất cả mọi thứ chúng ta làm. Cuối cùng thì Dre đã hiểu ra và tiếp tục tập luyện với chú Han. Lực tấn công của cậu nhóc cũng trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Hôm nay, chú Han sẽ dẫn Dre đến một nơi mà chú từng học võ. Hai người sẽ phải leo lên hết cả nghìn bậc thang này mới có thể đến được nơi đó. Và mọi thứ trên đó chắc chắn sẽ không làm Dre thất vọng. Mọi người ở đây ai cũng đều hăng say luyện võ. Người thì giỏi dùng gậy, người thì giỏi múa quạt. Còn siêu cao thủ hơn là ngồi thiền bằng hai ngón tay trỏ. Nhưng nhân vật khiến Dre thích thú nhất là một cô gái đang luyện tập với một con rắn bên vách núi. Một người một rắn luyện tập với nhau chả biết sẽ ra môn võ gì. Nhưng mục đích chính của chuyến đi hôm nay không phải là đi tham quan mà chính là thau nước này. Đây là loại nước thần diệu trong võ công. Chỉ cần uống nó, Dre sẽ bất khả chiến bại trên sàn đấu. Có lẽ đây là thứ nước ngon nhất mà cậu nhóc từng uống. Sau đó, hai chú cháu lại quay về tập luyện để nâng cao kỹ năng. Hai người tập đủ các thế võ trên đời. Nhưng môn khó nhất vẫn là môn đoán đòn tấn công sau tấm vải. Để học được chiêu này, phải thật sự tập trung và có cảm nhận thật tốt. Sau bao ngày tập luyện vất vả thì chú Han đã cho cậu một ngày nghỉ.
Nhân cơ hội được nghỉ ngơi, Dre liền dành thời gian đi chơi cùng cô bạn Mỹ Anh. Rồi Dre lôi kéo cô bé trốn buổi tập đàn và đi chơi với mình. Hai người vui vẻ cùng nhau đi khắp mọi nơi, nhưng đen đủi là nhà trường đã đổi buổi biểu diễn của Mỹ Anh sáng nay. Ngay sau đó, bố mẹ của Mỹ Anh đã tới đón để đưa cô bé đến buổi biểu diễn. Cũng may, Mỹ Anh về kịp đúng lúc đến phần trình diễn của mình. Dre cũng vào cùng lúc tới nơi để xem cô bạn biểu diễn. Thật đáng buồn khi chỉ có một mình Dre là vỗ tay cho Mỹ Anh. Nhưng có vẻ bố mẹ của cô bé lại không thích cậu nhóc này cho lắm. Hai vợ chồng họ bắt con gái không được giao du với Dre và nói lời từ chối làm bạn với cậu, vì sợ một người như cậu nhóc sẽ ảnh hưởng xấu tới con gái mình. Dre vô cùng buồn bã và tìm đến nhà của chú Han. Nhưng lúc này, chú ấy lại đang đập phá chiếc xe mà mình vô cùng yêu thích. Nhìn vào mẩu báo trên bàn, Dre đã hiểu được phần nào câu chuyện. Chú Han từng có một người vợ và một người con trai dễ thương. Nhưng chính vào ngày này 10 năm trước, gia đình của chú Han đã bị tai nạn. Vợ con chú đã ra đi mãi mãi. Thấy thế, Dre đã lôi ông chú ra luyện võ để quên đi nỗi buồn. Lúc này, cảm xúc của chú Han đã thực sự tốt hơn. Trình độ võ thuật của Dre cũng đã khá hơn xưa rồi. Những chiêu thức khó nhằn ngày trước, giờ đây cậu đã có thể kiểm soát được. Bất kể ngày nắng hay mưa, hai chú cháu vẫn chăm chỉ tập luyện. Sau bao ngày, Dre cuối cùng cũng đánh thắng được chú Han một đòn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hai người vẫn tiếp tục tập luyện thêm. Trước ngày diễn ra giải đấu, chú Han đã tặng cho Dre một món quà. Đó là bộ áo đấu mà Lý Tiểu Long từng mặc. Có lẽ chú Han là người tốt nhất mà Dre từng gặp được. Sau đó, cậu bé đến nhà Mỹ Anh để tìm gặp bố của cô bé, để bày tỏ mình muốn trở thành một người bạn tốt của cô. Thấy cậu chân thành nên cô bé đã đồng ý và cho cô con gái đến xem buổi đấu võ của Dre. Ông còn không quên chúc cậu nhóc giành chiến thắng. Sau bao ngày luyện tập, cuối cùng đã đến ngày thi đấu. Mỹ Anh cũng được đến xem như lời bố của cô bé nói. Nhìn đối thủ của mình chiến đấu, Dre có chút lo lắng. Rất nhanh đã đến lượt Dre, do đây là lần đầu cậu nhóc không biết luật nên đã chạy ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, cậu đã lấy lại tinh thần và giành lại một điểm. Cuối cùng, Dre hạ đo ván đối thủ để giành chiến thắng đầu tiên cho mình. Phía tên Trình, tên nhóc cũng dễ dàng hạ gục đối thủ. Dre lại giành được chiến thắng thứ hai. Trận thứ ba cũng rất thuận lợi và cậu vượt qua dễ dàng. Còn trận bán kết bên này, tên Trình giành được chiến thắng. Và giờ, hắn là người đầu tiên lọt vào chung kết. Bây giờ là trận bán kết của Dre. Tên huấn luyện viên đều cáng lại yêu cầu học trò hãy dùng mánh bẩn để triệt hạ Dre. Tên nhóc kia đánh liên tiếp vào chân khiến Dre bị thương. Với hành vi cố tình triệt hạ đối phương, tên nhóc đã bị loại, còn Dre sẽ được vào chung kết nhưng lại chấn thương nặng. Nhóc triệt hạ Dre cũng không hề vui khi làm điều bẩn thỉu vừa rồi. Vết thương của Dre khá nặng, có lẽ cậu sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Và nếu 2 phút nữa Dre không quay trở lại sàn đấu thì chiến thắng sẽ thuộc về nhóc Trình. Sau khi nghe được điều này, Dre đã yêu cầu chú Han hãy cho mình ra sân đấu. Thấy quyết tâm của cậu quá lớn nên chú Han đành đồng ý. Rồi Dre cứ thế bước ra sàn đấu trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Nhưng cậu đang bị thương, đánh bại hắn là điều vô cùng khó khăn. Chẳng được mấy đòn, Dre đã bị Trình đá bay khỏi sàn đấu. Nhưng Dre không chịu lùi bước mà vẫn leo lên để tiếp tục trận chiến. May mắn là hiệp này cậu đã đánh bại được hắn và quân bình tỷ số. Hiệp tiếp theo cũng khá thuận lợi, cậu đánh bại hắn thêm lần nữa. Tên huấn luyện viên thấy thế lại xúi giục Trình dùng đòn bẩn để triệt hạ Dre, để rồi Dre lại nhận thêm một cú đá điếng người vào vết thương cũ. Mặc dù thể trạng của cậu đang rất tệ, nhưng với sự quyết tâm hừng hực, Dre vẫn đứng dậy để tiếp tục chiến đấu. Tên Trình cũng thoáng vẻ sợ hãi trước cậu bé lì lợm này, và rồi hắn đã bị Dre hạ gục bằng một cú đá cao siêu đỉnh. Vậy là Dre đã vô địch giải đấu lần này, tên nhóc Trình cũng đã thua một cách khâm phục khẩu phục. Nhóc ta xin ban tổ chức hãy để mình là người trao cúp cho Dre. Chú Han cũng nhận được cái cúi đầu kính trọng của Trình và các sư đệ. Mẹ và người thân vô cùng vui mừng và tự hào về Dre. Bộ phim đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!